Trướng, bé Trướng, em nói gì đi. I love you, Chu Cà Mò. Hello, xin chào tất cả anh em. Mình là Thất Đam Sun. Còn mình là Nghiệp của em nha. Còn đây là chào mừng tất cả mọi người đã đến kênh Thất Nghiệp Channel. Hôm nay anh em biết bọn tôi đang ở đâu không? Ai ở Nha Trang thì người đấy biết, nhưng mà ai đã qua Nha Trang thì chắc chưa bao giờ tới đây đâu. Thì hôm nay anh em tôi ăn mừng 500 shop này. Đây có thêm cô bé nữa. Chào mọi người đi em. Chào mọi người. Này đốt lửa. Đốt lửa. Nói chung hôm nay bọn mình 18 giờ sáng thôi, nhưng mà anh em tôi là bất chấp đó. Tại vì quá đẹp anh em ạ. Quay quang cảnh luôn, quá tuyệt vời luôn. Tôi quay cho xem. Nhảy đi. Thôi. Lâm Săn đang nhấm than nha anh em. Nên là món gì Lâm Săn? À, gì nhỉ? Cá mập nướng. À. Cá mập con nha anh em. Đây là cá mập con. Cá mập con nha mọi người. Một con cá mập, một con cá. Cá tiêu hồng. Hiện tại không anh em? Anh em tôi đủ bộ hết á, sắm thử. Nhưng mà cái này mượn nha, đồ mượn. Đồ mượn của Trướng Hằng nha. Gái này học lớp mấy rồi em? Gái chưa có bạn trai nha mọi người. Hai cả ba. Ơi tập nấu ăn nấu chưa uống. Chưa có bạn trai thì ai? Đùa em đâu? Cho lên đi. Hello. Giờ mình sẽ vắt chanh và chén gia vị nha anh em. Gia vị muối này nha. Đây của thằng của bé Trướng làm. Đây muối lạnh. Của bé Trướng. Lạnh quá mọi người. Ở đây trời hơi nắng nhưng mà rất lạnh nha anh em. Nãy giờ run cầm cập luôn. Coi diêu hồng với rô phi thế nào rồi? Chắc chín rồi nhỉ. Nhìn diêu hồng này. Mọi người nhìn. Nè bé Trướng qua đây. Bé Trướng qua. Anh cầm. Đua đâu? Review mọi người. Cái trước khi bọn tôi làm video á thì chúng tôi đã đổ bê tông cái lò này. Đây, cá rất là ngon. Trời lạnh quá. Giờ em thử trước nha. Cái lại rất thọ. À ok. Giờ mình sẽ thử cái miếng dưa hồng nha mọi người. Dưa hồng mình bắt được nha. Bắt bằng tay á. Này anh em tôi lội dưới đây này. Coi. Từ từ. Nhìn thôi, ngon này. Mời anh em nha. Mời tất cả mọi người nha. Đây diêu hồng đấy anh em ạ. Này, chén chấm mình đã chuẩn bị sẵn này. Hôm nay ăn mừng 500 xúc chả có gì đâu anh em. Từ Đắk Lắk chạy xuống Nha Trang chơi ạ. Trương Hải Kim Chi à? Hả? Đảo gì? Đảo này là đảo Jeju. À Jeju. Thôi mình mời tất cả mọi người nha. Cắt cho em gái miếng kìa. Cá riêu hồng mà có mùi mặn của biển mọi người ạ. Đây này, thịt cá trắng chưa? Rồi. Nhìn ai có thèm không? Thèm xuống Nha Trang nha. À quên, chơi chung. Em. Wow. Tình cảm chưa? Cameraman có ăn miếng không? Không. Giờ mình thử qua cá rô phi nha.
Rufi nha anh em. Nè, Rufi này. Mọi người nhìn thịt Rufi này. Đây nha. Giờ mình cay. Cay hả? Cay. Này. Mời em trưởng. Đó. Em trưởng vừa vào team nha anh em. Mọi thông tin info tôi để bên dưới. Mời tất cả mọi người. Mà bé mới có năm nay có 14 tuổi à, phải đợi thêm 4 năm nữa anh em là được theo. Cá rô này ngon hơn này. Rô ngon hơn rô hồng. Không mời anh em diễn mày. Mời không mày? Thôi thì trời ở đây cũng lạnh quá. Anh em tôi chịu. Anh em chịu cũng gọi là chịu đựng nãy giờ rồi. Thì giờ anh em mình sẽ đưa cái này lên xe. Và anh em mình ăn trên xe. Chào anh em đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ kênh Thất Nghiệp Channel. Thì đã được hôm nay đã được 500 sub rồi. Thì không có gì hơn thì cảm ơn tất cả mọi người. Và mọi người hãy luôn theo dõi tụi mình, động viên tụi mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh em có gì góp ý chia sẻ thì comment bên dưới nhé. Trướng, bách trướng. Em nói gì đi. I love you, Chu Cà Mau. Bye.